Sao đi thôi. Đây. Gầy mỡ mỡ bé đang có bụng ai lắm. Em ơi đừng quay cái này. Chết rồi. Có cái cảnh nào TikTok thì nhảy xuống ao bơi cho mát không? Đâu nào, có cái khay đâu? Đang là bẩm nhá, đi chỗ này này. Đâu đi đâu ạ? Đang điên lắm. Vâng, điên ạ. À, con gái được ăn mẹ đấy bắt mình phục vụ đang điên lắm. Vâng. Vâng, 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 chỗ này. Vâng, cửa đây vấp. Đi qua còn ngoái lại nhìn, vấp một phát. Rồi, Bích đây. Cái tập bao nhiêu nữa? Đi qua đây nhá. Điên. 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 Đá mẹ mày cái gì đấy? Soảng ngã ngã nhỉ. Đây 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 cái bậc cửa này luôn. Bắt đầu lắm. Bà biết cái gì? Cái gì hả? Tự chân này đá chân kia không? Đúng mà. Ôi giời sao đấy? Đổ vỡ hết rồi. Sao đấy? Làm ăn cẩn thận cái đổ vỡ hết rồi. Tưởng là chị nhiều tuổi hơn tôi mà tôi nể nhá. Làm chứ phải nào hoạn gì.